Xin chào các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video này của chúng tôi. Hôm nay video này sẽ nói về một lương y tại xã Hồng Lý, Vũ Thư, Thái Bình. Trên hình ảnh các bạn đang xem là lương y Hà Minh Tuân, quê quán ở Hồng Lý, Vũ Thư, Thái Bình. Hiện nay thì lương y chuyên đặc trị những bệnh về xương khớp bằng phương pháp thủy châm. Thì ai có nhu cầu hoặc muốn được cụ điều trị thì hãy liên hệ theo cái số điện thoại đang hiện trên màn hình. Chúng tôi sẽ liên lạc với cụ để sắp xếp một thời gian để cụ sẽ chữa và châm cứu cho các bạn. Trăm hay không bằng một thấy. Sau đây là toàn bộ video mà lương y sẽ nói về các cái trường hợp mà bệnh nhân mà lương y đã điều trị. Đây chỉ là những cái trường hợp điển hình khó chữa được lương y điều trị đến thay khỏi. Đây chỉ là những cái trường hợp điển hình khó chữa được lương y điều trị đến thay khỏi. Ông Hoàng Văn Hiệp, 53 tuổi, cũng ở Thanh Hưng. Một, căn bệnh của ông là đau lưng, giá từ đầu gối giá xuống không ngủ được. Thế mà tôi đã điều trị thủy châm cho ông ấy, tay chân gan ấy, chứ còn không mấy đau lưng không luôn. Đau lưng lạnh từ đầu gối lại xuống không ngủ được. Cả hai chân, bị cả hai chân. Đã điều trị cho ông ấy từ mùng 6 tháng 1 năm 2016. Sau 15 ngày thì là ngủ tốt. Đến giờ là 2 năm nay chưa đau lưng tái phát. Chưa tái phát à? Đau lưng. Chân không giá và ngủ tốt. Đây là lần thứ nhất. Còn lần thứ hai là cũng một việc. Thế là bị bệnh gan, triệu chứng là chân đi không vững, tay run rẩy. Đây là lần thứ hai cũng không hiểu. Xuống bệnh viện Việt Bun là bảo là bệnh tâm thần, đưa sang bệnh viện tâm thần Thái Bình. Bệnh viện tâm thần bảo là men gan quá cao, đã về để ông phục hồi thuốc nam. Chứ bệnh viện không chữa. Thế tôi điều trị cho ông cũng không nhập ấy. Ngày tháng 4 năm 2017, sau 40 ngày, hiện nay đã đi kiểm tra lại men gan là bình thường. Tay không run, chân đi khỏe mạnh, ăn ngủ tốt và hiện nay cuốc đất bổ củ được như mọi người, không có bệnh gì. Đến nay chưa thấy tái phát lại. Đấy là riêng ông Hiền, hai bệnh như thế. Cụ Nguyễn, người xóm tôi, người thôn tôi. Thượng Hộ Nam đúng không? Thượng Hộ Nam, 86 tuổi, người gầy, khô. Tôi đến thăm cụ, đau suốt dọc sống lưng, cứ nằm trên giường không dậy được. Nằm trên giường không dậy được, con cái phục vụ tại chỗ. Tôi đến cũng điều tìm tôi đến tôi rất ái ngại, vì tuổi cao, người quá gầy. Nhưng mà thôi, gia đình yêu cầu là còn nước còn tát thì tôi lại tiếp tục, tôi lại thôi thì lại châm cứu cho cụ. Thế là thời gian châm cứu cho cụ là 2 tuần.
tức là nửa tháng, gọi là nửa tháng. Hiện nay là đi chùa bình thường, không đau đớn, chưa thấy tay phải. Từ thời gian bao nhiêu ấy? Thời gian là điều trị là 2 tuần. Không, bà bị bệnh như từ bao giờ nhỉ? Bị bệnh từ năm 15 kia ấy, 2 năm nay chưa thấy tay phải. Tức là từ 2016 đúng không? Vâng. Đến nay là 2018 rồi. Hiện nay chưa thấy tay phát mà vẫn đi chùa bình thường. Ông lấy Minh Kinh là thượng thổ bắc xã Hồng Lý, cũng 2 căn bệnh. Mới có nói chi tiết. Căn bệnh thứ nhất là ông ấy đau hai chân từ bắp đùi giờ xuống, căng tức, không ngồi xổm ngồi ghế được, căng tức hai bắp chân, tức là co chuột rút ấy, chuột rút căng tức hai bắp chân, đau từ bắp chân giờ xuống đến bàn chân, từ bắp đùi giờ xuống đến bàn chân, căng tức và co rút, đứng cũng đau, ngồi cũng đau. Chỉ có nằm, đứng cũng đau, ngồi cũng đau. Cũng tìm tôi đến, tôi điều trị cho 2 tuần. Ông ấy đúng qua 2 tuần. Ông ấy, 2 tuần. Hiện nay, cũng từ năm 16 đến hiện nay, chưa thấy đau lại. Thôi tôi Nguyễn Thị Nguyệt, người cũng người thôn tôi, thường Võ Nam, 59 tuổi. Tiền sử là đã thay khớp háng một bên. Tiền sử là đã thay, đã lên bệnh viện thay khớp háng một bên. Về chống nặng. Bệnh viện có nói rằng chống nặng 6 tháng sau sẽ lên thay tiếp khớp háng thứ hai. Nên khi tìm tôi là cái chân mà chưa thay khớp háng là đau lắm. Nhưng là hàng trăm triệu là một, hai nữa là sợ là lại có được lâu không, cho nên là lại tìm tôi đến một thôi, ông châm cứu cho tôi. Tôi từ có đi từ nói ngày này có cho cái ngày rồi đây phán, nhưng mà khi tôi đến xem bệnh là cô bị, tôi kết luận cô là đau thần kinh tọa. Bệnh viện là thay khớp háng, nhưng mà tôi đến là tôi kết luận cô là bị đau thần kinh tọa. Tôi châm cứu theo phác đồ đau thần kinh tọa. Bây giờ tôi muốn châm cứu theo phác đồ đau thần kinh tọa. Tôi điều trị từ ngày 10 tháng 11. Mùng 10 tháng 11 cho đến 24 tháng 11. Thì có phải có 15 ngày không? Hiện nay là không phải chống nặng, đạp xe đi chợ lên đồng làm cỏ, bán rau bình thường. Cô mới đi chợ viện bán rau, bán đỗ. Thế còn chồng cô ấy là chú Hằng, cũng dạ. Căn bệnh là đau bả vai phải, làm nghề thợ xây, đau không làm được, đau không cầm dao xây được, cũng bảo tôi điều trị. Tôi điều trị từ ngày 9
đến ngày 20 tháng 12 năm 17 là chú nghỉ chân vì lý do không đau nữa. Đấy là sự thật như thế. Các bạn vừa nghe lương y Hà Minh Quân kể về một số bệnh án mà lương y đã chữa khỏi. Đây chỉ là những bệnh nhân điển hình được lương y Hà Minh Quân chữa khỏi bằng phương pháp thủy châm. Đây mới chỉ là lời nói từ phía lương y Hà Minh Quân. Có thể các bạn cũng chưa tin lắm, chăm nghe không bằng thấy. Các bạn hãy xem video tiếp theo của chúng tôi để xem bệnh nhân nói gì về lương y Hà Minh Tuân. Hơn nữa thì các bạn cũng có thể đến gặp trực tiếp lương y Hà Minh Tuân tại Hồng Lý Vũ Thư Thái Bình để được lương y khám và điều trị. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã xem video này của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Đã xem video này của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.